má được đi chụp hình rồi hả? Ôi xuống à. Mình tha hồ chụp hình tôi đẹp chụp hình luôn. Ê, về nhà em mua đồ với tôi. Đi. Tôi đi chích nha, bye bye. Cái gì mà rộn ràng quá vậy? Thông báo là chụp hình. Chụp hình 10 phút cho một thí sinh hả? 10 phút chụp hình. Như vậy là mình phải chuẩn bị 20 bộ đồ mới được. Vậy chụp nó mới đã. Quá đẹp. Nó bị sao? Nó bị khùng không mày? Ủa chụp hình thôi mà. Mọi người làm gì mà nhốn nháo như vậy? Bình thường thôi. Thì mình cứ chụp hình bình thường thôi. Sao nhốn nháo vậy? Trời ơi, còn ai mà đẹp dữ vậy trời. Thiệt á, mắt phượng mài ngài. Trời, đẹp không thể chịu được luôn á. Mai mà mình mắc đi làm, không có thời gian coi kiến. Chứ coi hoài, chắc mình tự yêu mình luôn á. Mà nghĩ lại mấy thằng cha này, có mắt như mù, có đầu mà không biết xài, có trái tim mà không biết xung động. Văn phòng của tôi tại sao có tiếng nói? Ai văn phòng của tôi? Dạ anh Tư, dạ tôi ngồi làm hồ sơ cho mấy thí sinh nè. Có phải chăng là tiếng nói của chị May? Tiếng nói này ở Dương Giang hay ở dưới âm phủ? Tôi nghe tiếng nói là sao tôi không thấy hình? Trời ơi, tôi đang ngồi dần dần đông trước mặt anh đây nè. Mày ơi, lời mày rối rồi hả mày? Sao không thấy mày ơi? Không thấy đường thiệt á? Không, tôi không thấy mày đâu mày. Anh thấy chưa? Thấy rồi. Tôi quên. Ơi, có tiền mua kính xịn thì mua, không có thì thôi. Cắt hai miếng chai gắn vô chi rồi đen xuống sờ lùi nhìn không thấy đường là phải rồi. Tại đi theo mấy đứa qua khôi ngoài nắng chói mắt, phải mua đeo đỡ. Phải không? Ừ. Hay là nhìn quá là mù mắt không thấy đường cái gì nữa. Đâu có, mình đâu dám nhìn. Mình tổ chức rồi, mình phải đàng hoàng chứ. Chuẩn bị mấy em nó chụp hình tới đâu rồi? Anh nhìn tôi đi. Một người phụ nữ hoàn mỹ thì tất cả mọi thứ vô trong tay tôi sẽ hoàn hảo. Do đó anh có thể hoàn toàn yên tâm. Vậy thì tốt lắm rồi. Bởi vậy không uổng công tôi chọn May vô làm bạn giám khảo mà. Gì vậy? Nhưng mà nghĩ lại tôi buồn quá à. Sao May buồn? Mấy cái hồ sơ này nè, có nhiều đứa nó không bằng cái móng chân của tôi nữa. Vậy cũng bà thi với đi thố qua khôi với qua thiết. Cuộc đời tôi bây giờ tôi nghĩ lại, người ta nói mà càng đẹp thì càng khổ, hồng nhan thì đa trưng. Mà tôi để ý kỹ nghe, tới từng tuổi này rồi tôi mới thấy, trời ơi, chụp hình ăn ảnh nó là khổ khủng khiếp anh ơi. Nói có sách mắt có chứng. Anh coi đi. Wow, nhỏ nào đẹp vậy? Đẹp quá phải không anh? Đẹp lắm. Đẹp của đỉnh của đẹp luôn chứ ở nó đẹp lắm. Đẹp lắm mà, dễ thương lắm mà. Tôi thì năm 16 tuổi á. Mày 16 tuổi. Đâu mà soạn đồ quá trời vậy? Dạ con soạn đồ ngày mai con đi chụp hình đó má. Chụp hình hả? Dạ. Chụp hình ở đâu? Chụp hình cho cuộc thi ở trong studio á má. Chụp studio hả? Dạ. Đem đồ nhiều vậy? Dạ đem nhiều để coi coi cái cảnh trí studio nó làm sao á, thay đổi. Ê mà mai cho má đi với nha. Ủa chi vậy má? Má thích mấy cái chụp hình đó lắm, má ké. Thôi không được đâu má ơi. Người ta là chụp hình cho thí sinh chứ đâu có chụp hình má thí sinh đâu. Thì biết rồi, nhưng mà nhiều khi cho má đi đi, nhiều khi má ké được tấm nào hay tấm đó. Thôi không có ké được. Trời ơi, người ta là chụp hình thí sinh không đủ thẻ nữa, sao chụp má được, không được. Mày mắc cười, thì mày cho má đi đi, cái gì má tự lấy điện thoại má chụp. Ồ vậy cũng được đó hả má? Được, miễn sao mình có mặt ở đó mình chụp được rồi. À dạ, nhưng má thích cái cảnh đó. Nha, cho má đi nghe. Thôi kỳ lắm, đâu ai đi theo chụp đâu. Thôi cho đi nha. Thôi má nhà đi. Thôi cho đi. Thôi kỳ lắm, đâu ai đi theo chụp đâu. Thôi cho tao đi đi. Thôi tới ngày mai chụp hình gặp một anh ta bực mình hết sức chịu được, hết sức chịu nổi mà, nhưng mà cũng phải chịu chứ sao giờ, mình chỉ chung mà không muốn gặp thì cũng phải gặp thôi. Trừ khi mà nó xảy ra chuyện gì đó không chụp hình được thì mới ra. Đúng rồi, nếu như mà nó có chuyện gì xảy ra thì nó sẽ không thích chụp hình được. Đúng rồi đó, nhưng mà làm sao biết khi nào có chuyện gì xảy ra? Bà không biết, nhưng tôi có cách. Chị để em một xíu nha, em rang lấy tinh dầu sau em vô. Nóng quá. Trời ơi, sao cái mặt nó nóng dữ vậy nè? Em bôi cái gì lên mặt chị vậy? Hả? Sao không được? Em thử bôi lên mặt em xem có nóng không? Dạ em xin lỗi chị, để em đây. Nhanh đưa cái khăn đây. Thôi đi ra, đi ra đi.